Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Ở thế kỷ 21, khi mà nền y học đạt ở mức độ đỉnh cao, tất tần tật các loại bệnh đều được điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Tuy nhiên đâu đó ở một vài nơi trên thế giới vẫn còn tồn tại những phương pháp chữa bệnh rất đặc biệt, như dùng rắn, tiếp xúc với cá heo, thậm chí có cả cách chữa bệnh mà chính những người trong cuộc cũng thấy rợn tóc gáy, bằng dao phay bằm lên da như bằm thịt. Để biết hiệu quả những phương pháp này như thế nào và cách chữa bệnh đáng sợ ra sao, các bạn hãy cùng Thế Giới hôm nay khám phá qua video 7 cách trị bệnh kỳ dị trên thế giới, người Việt cũng có, thế giới bái phục. 7. Chữa bệnh bằng ong đốt. Nếu đã từng bị ong đốt, hẳn các bạn cũng biết nó không hề dễ chịu tí nào, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nếu gặp phải những loại ong có nọc độc cao. Thế nhưng ở một số quốc gia phương Tây, người ta đã nghiên cứu và áp dụng liệu pháp ong đốt để chữa trị các bệnh về khớp. Thực hiện phương pháp này, các bác sĩ sẽ sử dụng những chú ong được nuôi và cho chúng chích vào những vùng bị đau trên cơ thể bệnh nhân như khớp gối, tay, đốt sống cổ. Không những vậy, người ta còn chiết xuất nọc ong để tiêm vào các vị trí đau để chữa các bệnh. Không chỉ ở phương Tây, phương pháp chữa bệnh kỳ dị này đã được người Trung Quốc ứng dụng hơn 3.000 năm qua và họ tuyên bố các vết ong đốt có những đặc tính kháng viêm tuyệt vời. Năm 2008, Trung Quốc đã công nhận phương pháp chữa bệnh này vì những hiệu quả mà nó mang lại. Từ đó, kéo theo cơn sốt chữa bệnh bằng nọc ong ở Trung Quốc và những ý kiến trái chiều về tác dụng thực sự của nó đối với người bệnh. Nếu cho bạn 1 tỷ, bạn có chữa bằng cách này không? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé! 6. Chữa bệnh bằng dao. Các bạn không nghe lầm đâu. Ngoại trừ là dụng cụ trong nhà bếp, hung khí gây ra không ít các vụ án, dao còn được dùng để chữa bệnh. Với phương pháp chính là dùng dao phay băm vào mình, phương pháp trị liệu này đã xuất hiện khoảng 2.500 năm trước, hiện đang khá phổ biến tại Đài Loan. Ở đây các bạn nào đã từng bị đau nửa đầu chưa? Hãy comment xuống phần bình luận nhé! Kỹ thuật dùng dao băm này có thể giúp bạn giảm đau đầu, đau lưng hay đau nửa đầu cực kỳ hiệu quả. Bạn không cần lo lắng về độ an toàn của nó, bởi nó thật sự rất an toàn. Dao là dùng trong massage, chứ không phải kiểu bán ngót như dao sắc thịt heo ngoài chợ. Và phương pháp này luôn được thực hiện bởi những người thợ có nhiều năm kinh nghiệm. Không chỉ ở Đài Loan, ở Việt Nam cũng có chữa bằng dao, nhưng mà là dao lam bạn nhé. What? Không cần biết là bạn bệnh gì, chỉ cần có bệnh, bạn sẽ được thầy thuốc dùng dao lam, rạch nhiều vết lên thân thể cho máu chảy ra. Cái này người ta còn gọi là lễ, để nạn loại bỏ máu bầm. Điều đáng sợ hơn là ở nông thôn, thường thì họ sẽ đập mẹ cha thủy tinh thay cho dao lam bạn nhé. Bạn nào từng thấy cách trị bệnh này hoặc đã trị qua cách này rồi thì comment cho mọi người biết hiệu quả của nó như thế nào nhé. 5. Ốc sên. Với cấu trúc da tương tự như da người, loài ốc sên đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh có tác dụng rất hiệu quả trong việc điều trị những tổn thương ở da, làm đẹp da cũng như chống lão hóa da ở người. Đó là lý do tại sao ngày nay ốc sên được dùng nhiều trong việc làm đẹp, chẳng hạn như massage ốc sên hay các sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ ốc sên. Không những vậy, người ta còn ăn ốc sên để chữa các bệnh về khớp. Mặc dù là hiệu quả của nó như thế nào thì đến nay chưa có nghiên cứu nào xác thực. Trong khi đó, nhiều YouTuber Việt Nam đã làm món này, như Sang Vlog và các em trong team đã ăn ngon lành mâm ốc ma khổng lồ. Tuy nhiên các bạn nên lưu ý, bởi ăn ốc sên cực kỳ nguy hiểm vì chúng thường bò dưới đất. Mà các bạn biết rồi đấy, rác thải, vi khuẩn. Đôi khi những con ốc sên bị nhiễm ký sinh trùng zombie. Thực tế là đã có rất nhiều trường hợp tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng ở não do nhiễm ký sinh trùng từ việc ăn ốc sên sống hoặc nướng, xào chưa chín kỹ. Và các bạn cũng đừng phân biệt là tại sao ốc sên lại được ưa chuộng ở Pháp, bởi chúng được nuôi trong môi trường vô khuẩn, được cho ăn các loại cây thảo dược, giúp chúng tránh được những loại virus nguy hiểm, mang giá trị dinh dưỡng và trở thành đặc sản có giá trị cao. 4. Chữa bệnh bằng cá sống. Nói đến đất nước Ấn Độ thì dường như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngoài chữa bệnh bằng phân bò hay nước tiểu bò, ở Ấn Độ còn có một cách khác biệt hơn, đó chính là chữa bệnh bằng cá sống. Có phải các bạn đang nghĩ phương pháp này giống như ăn sushi cá sống, chuyện không đơn giản vậy đâu nhé. Cụ thể là ở thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ, cứ vào tháng 6 hàng năm, hàng nghìn người tập trung xếp hàng để được chữa bệnh suyễn và các bệnh về đường hô hấp theo một cách đặc biệt. Đó là nuôi cá sống. Những con cá có kích thước 5cm được bôi một lớp bột màu vàng. Người làm nhiệm vụ chữa bệnh dùng tay trần cho cá vào miệng bệnh nhân, rồi chọc xuống họng, liệu trình điều trị là 3 lần trong 3 năm liên tiếp.
Cho tới nay, cũng chưa ai biết được những ảnh hưởng của phương pháp điều trị này tới sức khỏe con người. Về phía các bác sĩ, họ cho rằng đây là phương pháp phản khoa học, mất vệ sinh, có thể gây dị ứng cho người. Và quá trình nuốt cá thì không hề dễ chịu tí nào, nhất là trẻ em. 3. Chữa bệnh bằng sừng trâu. Giác hơi bình thường, người ta sẽ ấp những cái ly thủy tinh hơi qua lửa lên lưng của bạn, dựa vào áp suất trong những chiếc ly gây xung huyết mạch máu tại chỗ, giúp giảm đau, giảm viêm, giải độc, hoặc phòng và điều trị một số bệnh lý. Nếu như ở Việt Nam, thường người ta giác hơi bằng ly thủy tinh hoặc ống tre, thì ở Indonesia, người ta thường dùng sừng trâu để giác hơi. Việc cắm sừng trâu chi chít trên lưng để trị liệu giống như những con quái vật bước ra từ phim kinh dị. Thật đáng sợ đúng không nào? Không ít người khẳng định giác hơi có thể cải thiện tuần hoàn máu, làm giảm đau nhức cơ bắp, giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Tuy cũng có một số ý kiến cho rằng không có bằng chứng y học để kết luận giác hơi hiệu quả trong chữa bệnh. Thậm chí, giác hơi bằng sừng trâu còn bị cho là tiềm ẩn những rủi ro đe dọa sức khỏe. Hiệp hội giác hơi Anh cảnh báo, phương pháp này có thể gây nhiễm trùng và lây nhiễm chéo. Thậm chí nếu thực hiện sai cách, nó cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Vào năm 2016, một người đàn ông đã bị thủng 7 lỗ trên lưng mình vì giác hơi bằng sừng trâu không đúng cách. 2. Dùng đĩa chữa bệnh. Có bạn nào đã từng thấy qua con đĩa, hãy comment cho mình biết trong phần bình luận nhé. Đĩa được sử dụng trong y học từ khi bắt đầu nền văn minh của loài người. Chúng được sử dụng để điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, như các bất thường về hệ thống thần kinh, các vấn đề về răng, các bệnh về da hoặc nhiễm trùng. Tưởng rằng trước sự tiến bộ của y học hiện đại, phương pháp trị bệnh có phần hơi máu me này sẽ biến mất. Ai ngờ nó vẫn còn được vận dụng cho đến ngày nay. Để thực hiện phương pháp này, các nhà trị liệu sẽ đặt con đĩa vào điểm huyệt trên cơ thể người bệnh để hút máu độc ra. Vì trong nước giải của đĩa có chứa một lượng lớn thành phần giảm đau, gây tê và làm loạn máu kết hợp lại, giúp bệnh nhân chống chọi với những cơn đau và viêm nhiễm. Và bạn sẽ sốc khi biết tại nước Anh, có cô gái đã từng sử dụng 500 con đĩa cho vào vùng kín để hút máu, chữa căn bệnh u xơ tử cung của mình. Hay như người đàn ông đã dùng chúng để chữa căn bệnh béo phì. Còn nữ diễn viên điện ảnh Hollywood, Demi Moore, thì thả đĩa đói vào bồn tắm để lọc máu, giảm cân, giữ cho cơ thể thanh mảnh. Tuy nhiên, khuyến cáo các bạn là không nên bắt chước dưới mọi hình thức vì chúng không đảm bảo an toàn đâu nhé. 1. Chữa bệnh bằng rắn. Những chú rắn có thể khiến cho nhiều người phát hoảng, song nếu không phải là rắn độc thì đó hoàn toàn là những chú rắn vô hại, thậm chí còn có thể được dùng để chữa bệnh. Trên thế giới tồn tại một phương pháp trị liệu cũng khá là dọa người, nhất là những người sợ rắn. Không biết là các bạn đã nghe nói đến massage rắn hay chưa? Một spa ở Ai Cập đã sử dụng rắn sống để massage. Người ta đặt những con rắn vô hại lên trên cơ thể và để chúng trường tự do trên cơ thể bạn. Cách làm này khiến giải tỏa những mệt mỏi và tạo cảm giác thích thú cho người bệnh. Nó cũng là cách thư giãn cơ bắp hoàn hảo. Liệu bạn có dám trải nghiệm cảm giác được hàng chục con rắn xoa bóp hay không? Loại hình massage độc dị này đã được phổ biến ở nhiều quốc gia châu Á. Tại Philippines, họ nâng tầm dịch vụ massage này bằng những con trăn siêu to khổng lồ. Trước khi làm việc, những con trăn này đã được cho ăn khoảng 10 con gà nhằm giúp kiềm chế cơn đói của chúng và giúp các du khách cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ can đảm để chúng massage. Nếu cho bạn lựa chọn, bạn sẽ chọn cách chữa bệnh nào? Hãy comment câu trả lời trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!